Xin chào các bạn, lại là mình McDonald25 đây. Và theo như yêu cầu một số bạn thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mà mang đậm chất Việt Nam, do người Việt Nam, lại còn là một YouTuber. Đó chính là game Ninja Lead. Cụ thể hơn thì game này được tạo ra bởi một YouTuber có tên là FakeMG. Và kênh YouTube anh này chỉ có 4 video. Em nhầm. Nhưng anh đã căng cơ mông, gồng cơ đít và sủi gần 1 năm để tạo ra con game này, rồi lấy lý do là quên mật khẩu YouTube. Em tin anh mà. Và hôm nay tôi sẽ trải nghiệm con game này, nhưng trước hết phải đọc bình luận ạ. Và chúng ta có thể thấy rất là nhiều bình luận khen hay ở đây, nên tôi đánh giá cao cho game này. Em nghĩ anh không nhất thiết phải làm vậy đâu. Nhưng mà thôi kệ, quất thôi nào. Và nếu anh fake MG mà có xem được cái video này thì xin đừng đấm em. 5 minutes later. Rồi, chúng ta sẽ đến khâu chọn tuổi, nhưng tôi nghĩ không có ý gì đâu. Rồi, let's go nào. Và nhiều người cho rằng ông Jinichi Kawakami là ninja cuối cùng trên thế giới, nhưng đó là khi họ chưa đặt chân đến Việt Nam mà thôi. Nước ta còn có cả một đội quân phải gọi là hung thần đường phố mang tên Ninja Lead mà. Đâu phải cái tên đấy tự nhiên mà xuất hiện đâu, đúng không nhá? Và ở đây có các mức rank đồng, bạc, vàng, kim cương và champion, hay còn gọi là cao thủ. À không, quán quân mới đúng chứ mẹ. Nhảy lên quán quân luôn, được rồi. Và đạt được cái quán quân này cần hơn 10.000 mét. Game trẻ con nhìn này. Later. Ôi, đến lúc mẹ tôi trổ tài lái lụa này. Và đương nhiên rồi, game người Việt làm cho nên phải lấy bối cảnh Việt Nam chứ nhỉ. Và ở đây tôi thấy có rất nhiều những thứ mang đậm nét Việt Nam, như kiểu là quán phở này, cấm ái vậy này. Và quan trọng nhất là cờ Việt Nam. Đấy, nhưng mà có lẽ game này lấy bối cảnh khoảng năm 2040 hay 2050 gì đấy. Bởi vì tôi cấm thấy cái ổ gà nào nhé mẹ. Cái xe này phải đỗ bên phải chứ mẹ, đùa. Rồi, chúng ta có xem quảng cáo để hồi sinh, nhưng mà có 250m thôi. Bình thường mấy game khác là tôi sẽ tắt quảng cáo, nhưng mà đây là game của FakeMG và tôi rất thích anh đấy. Với cả đây là game người Việt làm cho nên nếu mà tôi tắt mạng thì sẽ bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và tiêu chuẩn đạo đức. Vì thế hãy xem quảng cáo đi các bạn. Quảng cáo để ở thông minh hơn chắc là vậy. Rồi, ok, chúng ta đã quay lại game và các bạn có thể thấy mặc dù game là Ninja Lead nhưng mà hình như mẹ không phải mỗi tôi là Ninja Lead hay sao chứ mẹ. Mấy bọn này cũng thế này, đi đứng mẹ khệnh khạng vãi. Sao mẹ, anh em thấy tôi đánh võng ghê không? Nhưng mà xe này bị vấn đề hay sao ấy? Khói nhiều vãi. Và theo như lời của nhà phát triển game này thì chúng ta có thể nghiêng trái nghiêng phải điện thoại để điều khiển, nhưng mà tôi thấy mẹ tính năng đấy không quá quan trọng. Bởi vì cái drift này nó làm được hết mọi thứ rồi. Nó làm thậm chí còn ngon lành hơn cơ. Ây xài mẹ bua speed. Còn anh FakeMG mà xem được video này thì xin được con đấm em. A few inches later. Và khi xuất hiện cái đỏ đỏ này là sẽ có một thứ gì đó cực kỳ tồi tệ đang ập tới. Và thứ ở đây đó chính là Racing Boy. Ôi mẹ, hình như không phải. Này là khủng bố rồi chứ Racing Boy cái gì nữa. Wow, Racing Boy thường là mẹ đi Satria xong ngồi quay các kiểu mẹ đi delete luôn mẹ. Này có đội mũ bảo hiểm nữa. Ôi, này là chắc thể loại mượn xe mẹ để làm báo đâu ơi. Nhỏ. Hình như tôi mẹ nhầm lẫn gì rồi anh em ơi. Đây không phải là một cá nhân, đây là một tập thể. Một tập thể khủng bố. Đấy mẹ, các bạn có thể thấy mẹ nó toàn đuổi tôi này. Một tập thể khủng bố đang mẹ lông nhông ngoài đường kia. Mà tôi có làm gì sai đâu, tôi bị oan mà. Mẹ, đây là liệt vào tội cố ý gây thương tích. Rất mong pháp luật vào cuộc. Ái xanh, anh né được, anh né được. Ui, ui mẹ, nhanh vãi trưởng ạ. Nào nào, mẹ cái xe kia, ui, vãi. Tưởng pha đấy ngã. Này Việt Nam loạn mê rồi anh em ơi. Như này, ái xanh, mẹ, game dễ. Tăng tốc cái, ui giời, đúng trẻ con. Ui mẹ, 6.000 mét rồi. Từ giờ hãy gọi tôi là thần né. Anh thấy mình né VIP. Ây. Đậu xanh, 6.000 mét rồi. Đậu xanh mẹ, đèn vào. 2000 years later. Anh em có để ý là game này mẹ chỉ có 3 làn đường không? Cho nên mấy xe khác nó đi 3 làn luôn chứ không phải đi một làn cố định, cho nên cực dễ đâm vào mấy cái bọn này. Mà anh em biết rằng mẹ đi ngược chiều là dễ đi tu tiên đến mức nào đấy. À mà game này là game Ninja Lead mà nhỉ. Có nghĩa là mẹ không chỉ mình tổ lái mà mấy bọn này cũng biết tổ lái. Ui, thảo nào lại tạo game 3 làn đường. Ui, anh FakeMG này mẹ thâm thúy thật đấy. Điển hình là mấy bọn Racing Boy này mẹ đỏ lòng luôn. Ai. Không được chửi bậy, không được chửi bậy. Không được chửi bậy mày. Cái. Tomorrow. Sorry anh em vì pha gãy đầu video, nhưng mà đậu xanh game này khó vãi hò thề. What the heck, fake or real vậy anh em? Vừa mất trước mất sau quay ra có ông lên 240.000 rồi vãi. Anh ngồi im đấy, để em lại anh một lại. Anh ngồi im đấy, không cử động. Xin hãy nhận của em một lại. Đậu xanh em chơi được có 6.000 mét rồi đã tỏ trục mạng rồi. Đùa nhau à? Much 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 later.
Thôi thì để tránh viewer chửi chơi ngu như bò thì mục tiêu của tôi tiếp theo chính là 10.000m để gọi là chạm tay được vào cái mức quán quân trong con game này. Ít nhất phải thể hiện được rằng là mình là thằng biết chơi. Không thì viewer chửi cho buồn lắm. 5 minutes later. Nào sắp được 1.000m rồi. Ôi thôi toi rồi. Ơ. What the heck? Phải ạ. Từ giờ hay gọi tôi là Buckman. Mẹ tôi ghét Racing. Ây, ui, anh vẫn sống. Ây, mẹ. A few inches later. Mẹ, ông nào bảo game này dễ mẹ, tự giác vào mặt mình 10 cái nhá. Dễ cái chó gì. Thì mẹ nể mấy ông mẹ lên trên 20-30.000m thật đấy. Không biết mấy bro chơi lên cái số điểm đấy phải chết bao nhiêu mạng nữa. Kiểu như mấy vật phẩm trong game nó kiểu bị ngắn quá ấy. Mẹ có 5 giây không bỏ luôn. Mà thế, nâng cấp cửa hàng đắt vãi họ. Game tư bản vãi. Mẹ thích nó là con người xe ở đây. Thôi nào Đắc ơi, mày đứng mà đi ngu nữa được không? Mẹ muốn fan cười cho thối mũi à? Meanwhile. Đây rồi. Thì thoảng có mấy quảng cáo được chơi gameplay này cũng vui phết anh em ạ. Một mác. One more. Nào. Này thì nhìn này, hai mác. Ui sợ. Bố của Hitman luôn. What the hell? What? Này là đúng kiểu gái bẫy, tôi nghèo rồi còn gì nữa. Làm gì có chuyện nào lách được qua cái chỗ đấy. Lấy theo. Thôi nào, còn 500m nữa thôi, cố lên. Ui, ảo vai. Sao rồi, anh né được. Lạm thêm quả tăng tốc. Và sau 10 tỷ năm cố gắng, cuối cùng tôi cũng đã chạm chân được vào cái rank quán quân trong game này. Ui, mẹ, éo dễ một chút nào, nói thật luôn. Nhưng sau khoảng một thời gian chơi game này, các bạn thấy mặc dù nhìn nó rất là Việt Nam thật, nhưng nó vẫn còn thiếu một thứ quan trọng. Các bạn biết đó là cái gì không? Cho các bạn suy nghĩ 10 giây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, hết thời gian. Và đó chính là cột điện. Một chiếc cột điện dán chi chít rơi giấy tờ xong thông bể phốt vân vân này, nó là thứ cực kỳ quan trọng ngoài đời. Còn trong game này á, thôi tôi nghĩ lại, cứ cho là Việt Nam đang hiện đại hóa bằng cách đi dây điện ngầm dưới lòng đất đi mày. Mình phải nâng tầm Việt Nam lên chứ, eo ai cứ hạ thấp xuống thế. Tính là mấy anh fake MG này là cũng đúng phết. À nhân tiện thì em đã vô nhóm Discord của anh. Nếu có dấu hiệu nào mà em sắp bị ăn đòn hay là bằng cách nào đó 500 anh em của anh tới làm còi em, thì em sẽ xóa video này trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Chạy ngay. Mong là fake MG éo xem phải video này.